This or a 10 count for Venezuela, for all the losses we have suffered. I just ask God for peace for my country and my hometown. That is part of the reason I'm also standing here. Thưa quý vị, và thật tuyệt vời khi mà lá cờ của đất nước tôi được ở trên sân khấu ngày hôm nay. Thực sự là tôi không phải là một chính trị gia và tôi chỉ là một người làm trong lĩnh vực thể thao, nhưng tôi tự hào khi được thấy những cái đất nước mình trên sân khấu ngày hôm nay. It has a very emotional tie with my father and with my presidency. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề boxing. Thật tuyệt vời ngày hôm nay khi tôi được nhìn thấy những người như là những người cha và những người anh của tôi có mặt trong buổi ngày hôm nay. WBA Asia, all the countries that are represented here, Thailand, China, Philippines, have always been, and now Vietnam, have always been very strong for our organization. It has allowed us to work for regional development. Thưa quý vị, và tôi cũng đã có cơ hội đi tới nhiều nước châu Á khác nhau, chẳng hạn như là Thái Lan, Trung Quốc, và ngày hôm nay là tôi được đứng ở Việt Nam và tôi cảm thấy thực sự nể phục đối với các tổ chức của các bạn rất chuyên nghiệp và cho phép tôi được làm việc rất hiệu quả. In 2017, we relaunched WBA Asia in a great meeting, as you saw in the video, from Japan, with a very good friend and a mentor in my officer career with the World Boxing Association, Alan Kim, who I have the highest respect. Thưa quý vị, và chúng tôi luôn dành một sự tôn trọng cho những người bạn và những người huấn luyện viên, đặc biệt là đến từ Nhật Bản vào năm 2017 khi mà chúng tôi đã có dịp đến tại đất nước này. Well, I was listening to Chris Liu, president of the Vietnam Boxing Commission, who, by the way, will be recognized by the World Boxing Association strongly in order to fulfill your proposals and objectives. You said a monumental moment. It's also for me a monumental moment that after 7 years, I'm back in Asia, having all these friends around me, which I was expressing to you, they're like families. Like I said before, I will always have only be grateful with Nibu, and always be grateful with you, always be grateful with Pinit, with Charlene, with Armando, with Tony, people that are here with us, Michael Lee. I could go on and on and on because they saw me grow in this sport. Và tôi xin dành một lời cảm ơn chân thành đến ông Chris Liu, và ông cũng đã từng nói với tôi là a moment, cái là thành tích, là một khoảnh khắc. Thì tôi vẫn tiếp tục phát triển và tôi vẫn sẽ giữ một cái sự nể phục và sự trân trọng đối với Chris Liu. One expressed that we're having difficult times in the context of boxing, in trying to develop and giving this hope to a lot of young people in the countries we represent. While it's true, you also mentioned that this is a golden opportunity, but it is a golden opportunity for WBA, through WBA Asia, to make our organization better, to try and make everything possible to guarantee equality, fairness, development, and among everything is give youth an opportunity to make a choice, the right or the wrong one, but at least with the sport of boxing we can do and we can generate this value. Và xin tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị và ban tổ chức vì đã tạo ra rất nhiều giá trị và cho phép giới trẻ có thể được có thật là nhiều lựa chọn và phát triển trên con đường của mình. So I could let you know that we will support all the countries that are having gathered here. We will support our main concepts that are focused on young generations through our different programs. We have WBA Future Champions that comes into the countries and tries to somehow just support whatever activity we have, especially we're going to countries that have many needs like Colombia, Venezuela, Panama, Argentina, and we open. Our idea is to have the best champion, but the best champion with competition.
Và chúng tôi cũng muốn cho quý vị biết là chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả các quốc gia và chúng tôi sẽ hướng đến là thế hệ trẻ và chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho họ thông qua nhiều cuộc thi khác nhau để họ có thể phát triển tiềm năng của mình. We also have a WB Academy, which is open for every country that's represented now that we're focused in Vietnam, where we try to develop the fighters, the officials, and everybody who is involved around our sport, even the media, which I appreciate that they have come here to this convention. And a part of the programs that we're putting in each country to try to make boxing better. Và tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức và kể cả những anh chị báo chí truyền thông đã có mặt trong hội nghị ngày hôm nay. Và thật sự thưa quý vị, chúng tôi cũng đã có rất nhiều học viện khác nhau để đào tạo các tiềm năng trẻ và ngày hôm nay chúng tôi đã có mặt tại Việt Nam. In the same way, I feel like in my family, because all of you are my family, I just want to let the Vietnam Boxing Commission, specifically for being the host, that the doors of the WBA will be always open for you because you open your country to us. And that's a personal relationship from the bottom of my heart. And we will do every effort that we have to have the best fighters from Vietnam and to make them respect worldwide. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã đến với hội nghị ngày hôm nay. Thật sự là hội nghị ngày hôm nay mở ra cho tất cả quý vị, bởi vì tất cả những đất nước đã mở ra cơ hội cho tất cả chúng tôi. Và chúng tôi tin rằng mọi sự nỗ lực của mình sẽ được đền đáp. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã có mặt tại ngày hôm nay. And here, before I just end, I just want to let you know that as the World Boxing Association, we work for the sport of boxing. We work for the boxers. We don't let the boxers work for us. And that's where we're standing, and that's where we're going to defend. And I hope this convention brings the best possible solutions for this area. I'm going to be sharing time with all of you here, and it's my great pleasure, honestly, from the bottom of my heart, to see so many friends together, and just wishing to hold hands and keep developing the sport the way we have for the last 103 years. Thưa quý vị, và chúng tôi luôn đấu tranh và luôn làm việc hết mình cho các võ sĩ. Và chúng tôi tin rằng sự kiện ngày hôm nay cũng chính là một dịp đặc biệt để chúng tôi có thể ngồi lại với nhau và thảo luận những chủ đề xoay quanh chủ đề vừa quyền anh chuyên nghiệp. Và một lần nữa rất là cảm kích và sự cảm ơn sự tham gia của quý vị. Thank you very much. This is a new one. Cảm ơn. Chrome heart got me kissing on his best friend. Put in work, baby, you could be my best man. Sending cash to my account. Chuyển động cùng Võ Việt.